Các bạn thấy mình đang ngồi trên xe buýt đúng không? Cái này là mình đang đi trên đường từ công ty về nhà. Thì hôm nay là ngày cuối cùng mình làm việc rồi. Cho nên là mình đem hết tất cả đồ dùng về nhà giặt để mình trả lại cho công ty, gồm áo quần, giày và nón này kia gì đó. Rồi trên đường đi thì sẵn rồi mình quay lại những cái khoảnh khắc quanh cái khu vực cái tỉnh Tochigi mình sống nè, các bạn thấy không? Rất là thưa thớt ha, đồng lúa rất là nhiều. Tại ở cái chỗ mình ở là Kanuma, cái vùng nông thôn mà các bạn. Cho nên là cái không khí đây nó rất là thoải mái, được rất là yên tĩnh, nó không có sầm uất như ở trên Tokyo này đâu, những kia đâu. Thì bây giờ tụi mình đi làm về tới nhà rồi nè, nhưng mà mình đi xuống xe buýt nè, mình chào bác xe buýt lần cuối. Rồi thôi sẵn đây quay lại cái chiếc xe này một lần cuối cùng rồi. Đây là chiếc xe mà hàng ngày mình đi làm. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi vô nhà. Thì lần này là lần cuối cùng mình quay cái căn nhà này. Giờ hiện tại mình đang sắp xếp đồ để chuẩn bị 2 ngày nữa là mình sẽ về nước rồi. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 8 rồi, 31 mình sẽ về. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp một số hành lý cũng như quà cáp áo quần này kia mình đã mua đây hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ xếp lại và mình quay sơ lược thêm một cái video cuối cùng ở Nhật. Rồi mong mọi người đón xem và theo dõi nha. Thì bây giờ bàn ghế của mình trong này đại khái là mình đã dẹp bớt hết rồi, còn những sách vở còn lại thì mình sẽ tặng cho cô hai, và áo quần cũ thì mình cũng đã giải quyết hết rồi. Thì hôm nay mình sẽ sắp hết những đồ này lại, rồi mền chiếu, rồi nệm, ghế mình sẽ trả lại cho công ty. Ghế thì cũng mình mua nè, cái ghế này mình mua thì mình sẽ cho cô hai, như là cái ra nệm này kia thì mình sẽ trả lại cho công ty hết. Thì người ta cũng bỏ rác thôi nhưng mà phải trả lại. Còn những cái dán lên tường này kia mình sẽ lột hết, và những cái đồ trên này mình cũng sẽ dẹp hết, không để một cái gì còn lại ở đây hết. Và mình thì xếp được một cái vali kia rồi, 23 kg. Đợt này mình về nước thì mình được đem 46 kg và 10 kg xách tay, thì cái kia được 23 kg rồi. Còn cái thùng này thì đa phần là bánh kẹo, quà cáp và ba cái thiết bị mình mua thêm nè, như cái này tay phone bluetooth này. Rồi hôm trước mình có mua mấy cái iPhone về làm quà với mấy cái cục sạc không dây. Nói chung là nhiều thứ lặt vặt vậy đó, cũng khá nặng. Bữa giờ nhận quà công ty rồi cho quá trời luôn, vui lắm. Quà công ty hôm qua nè, rồi bằng tốt nghiệp của mình đây, tên mình bằng tốt nghiệp sau khi thực tập 3 năm thì mình cũng có nhận cái bằng tốt nghiệp đó, bằng tốt nghiệp của mình đây, hoàn thành khóa thực tập 3 năm. Rồi sau này mình về nước thì cái bằng này nó cũng là một cái điều kiện để đi xin việc. Ây cha, bây giờ mình sẽ dọn dẹp thêm. Hôm nay mình có mua một ít rượu đem về, nhưng mà mình đang lo là biết có đem về được không. Ngày mai mình sẽ đi về thì sẵn trên đường đi mình sẽ quay thêm nhiều cái video dọc đường quay cho các bạn cùng xem. Mình có mua mấy cái chai rượu và quà rượu đó, thì này là rượu mơ vàng, mọi người thấy không, bên trong nó có lẫn vàng này. Thì cái này về làm quà. Rồi bây giờ mình xếp đồ nha, hôm nay mình sẽ xếp đồ rồi ngày mai mình đi ra sân bay, ngày mốt mình ra sân bay rồi mình lại tiếp tục quay một số khung cảnh bên Nhật Bản cuối cùng cho mọi người cùng xem nhé. Đây cho các bạn xem, mình có hai cái này rất là vui. Cái này là lúc trước mình bị thất nghiệp á, mình về cái trung tâm kia mình sống á, thì ở đó mình sống rất là vui, và khi mình đi á thì các giáo viên ở đó người ta cũng để lại những comment, tin nhắn, những comment tặng mình, và các thầy cô ở đấy cũng làm lại một cái khung như thế này để tặng mình, để mình làm kỷ niệm, là cái khung này ở cái trung tâm này. Còn cái hình bên này á thì là những người làm chung
cái chỗ làm của mình trong công ty mình á, và những cô hai thì cũng có tặng cho mình một cái bức tranh như thế này, để là những cái tin nhắn trên này, rồi lời chúc, lời cảm ơn. Đó, những cái này là nó rất là quý, đối với mình rất là quý và rất là giá trị. Thì cái này mình sẽ mang về và treo trong trong nhà mình ở Việt Nam. Bắt đầu thấy là ok, nó thực sự bắt đầu xảy ra rồi, mình rất có cơ hội ra về tay không. Hôm nay em đến đây được gọi vốn 2 tỷ 270 triệu, đổi lấy 15% công ty của em. Chị sẽ anh đầu tư em số tiền này, đổi lại 50% cổ phần. Có cách nào để cho anh Phú và anh Hưng kết hợp với nhau? Thì bọn anh đầu tư cho em 3 tỷ thì nắm. Thấy không, cái con đường phía trước là cái con đường này mình hay đi chợ nè, thì hôm nay là mình sẽ đi lần cuối cùng. Hôm nay mình đi ra Trâm Yên mua đồ lần cuối cùng, và mình muốn quay lại cái chỗ này sau này mình nhớ nó đường hay đi chợ nè. Rồi mình đi tiếp nha mọi người. Cái chỗ này là cái con sông mà mình đi đi qua cái cầu này là mình đi chợ đó, đi lên cái con dốc Thịnh Thắng đằng kia nữa là đi chợ. Còn cái chỗ khu vực này thì cái lễ hội hay diễn ra ở hai bờ sông rồi nè. Mà đây mưa mà lũ về thì nước nó sẽ rất là cao. Còn phía đằng kia là cái chỗ Viva Home, là một cái siêu thị cũng khá lớn mà tụi mình hay chợ bên đó. Nhưng hôm nay mình đi qua Trâm Yên để mua cái sợi dây thừng, nên là giờ mình đi đường này. Ok, đi tiếp nha. Đây, phía trước các mặt các bạn nè, là cái chữ siêu thị Yamada. Đó, cái đằng chữ được nghĩa là Yamada. Thì cái chỗ này nó bán đồ điện tử, tất cả loại đồ điện tử và đồ gia dụng mà khi liên về điện tử á, thì vô cửa hàng này mua cũng rất là đầy đủ. Mình cũng có mua ở cửa hàng này mấy món rồi. Bây giờ mình sẵn đi ngang đây, quay lại lần cuối nè. Ở trong này nó trưng bày đẹp lắm mọi người, hệ thống Yamada này nè. Bây giờ cái Yamada này thì sát bên cái Yamada này á, thì nó có một cái 7. Đó, phía đằng kia có cái 7. Cái 7 thì mọi người biết rồi đó, cửa hàng tiện lợi mà, rất là tiện lợi, cái gì cũng có, đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày, ăn uống, gửi hàng này kia. Đây là 7. Còn phía bên này nè, để mình rê máy qua. Mình đang chạy xe đạp mà nó lắc nè. Đây, phía bên này. Phía này là cái xa xa đằng kia kìa. Để cửa hàng sushi mà mình hay vô ăn đó, Kaiten Sushi đó, mọi người thấy không? Đó, Kaiten Sushi, cái chữ kanji đó là Kaiten Sushi đó. Có chiếc xe kia nhìn ngầu không? Bây giờ đi lên Trâm Yên rồi đạp lấy cái con dốc Thần Thánh đằng kia. Thôi, đi tiếp nha. Phía trước kia, cái bảng màu hồng hồng kia nè. Đó, nguyên cái dãy nhà này. Nguyên cái dãy nhà này là người Trung Quốc thuê lại. Và họ kết hợp với người Nhật á, họ mở cái khu phố đèn đỏ ở đây. Đây là khu phố đèn đỏ nha mọi người. Đó, nguyên một dãy đó, đi lên thành phố Kanema của mình cũng có khu phố đèn đỏ luôn. Đây, một cái, và phía bên này là một dãy, hai dãy này, khúc này là khu phố đèn đỏ. Bây giờ mình chạy qua bên khu phố đèn đỏ một chút nữa là mình sẽ gặp cái siêu thị rẻ tiền. Mình lên đó quay tiếp cho mọi người thấy các bạn.
phía trước mặt các bạn đó là cái siêu thị Gyomu á, hai cái chữ kanji màu trắng trắng to đằng này nè, đó Gyomu Suba là cái siêu thị này nó bán đồ đông lạnh rất là nhiều, mà bán đồ rẻ tiền nha, ngon mà rẻ, gia vị này kia thì đồ rẻ tiền thì vào siêu thị này, ở khắp nước Nhật luôn, chỗ nào cũng có cái siêu thị này, còn các bạn yên tâm nha, đây là siêu thị Gyomu Suba rẻ tiền. Rồi đi tiếp, còn bên này là cái siêu thị mà bán những cái đồ về giới tính nè, hay là liên quan đến giới tính tình dục này kia đó, là cái siêu thị này họ bán rất là đầy đủ phim ảnh sách báo chí và các vật dụng ở siêu thị này. Rồi đi tiếp nha, đi tiếp qua đây, bên này thì là cái quán bò nướng này, cái quán này mình ăn rồi rất là ngon. Bây giờ mình đi lên phía trên kia, chạy lên trên kia một cặp chút nữa là tới 100. Đó, qua Nhật mà các bạn mà thấy cái siêu thị mà có cái chữ này nè, Kusuri nè, đây là cái nhà thuốc nha mọi người, ai ốm đau bệnh hoạn thì cần mua thuốc hay mua những cái vật đồ mỹ phẩm này kia, hay là dầu gội xà phòng này các kiểu á, thì cũng vô đây nó cũng bán rất là nhiều, và một số mặt hàng phụ trợ nữa liên quan đến cuộc sống hàng ngày thì trong này nó bán rất là nhiều nha mọi người. Đây cái hệ thống này, ok các bạn nhìn tiếp nè, cái bên kia là Shimamura đó, mình zoom lên nè, mình zoom lên to nha, đó cái chữ màu đỏ đó đó là chữ giờ mình chụp Shimamura, thì đây là một cái siêu thị bán áo quần rẻ tiền mà cũng khá đẹp, cho nên đồ rẻ tiền thì vô những cái siêu thị như thế này. Rồi đi tiếp nha mọi người, kia là cây xăng của Nhật ấy, thì xăng ở bên Nhật này thì tự mua tự trả tiền tự bơm luôn, chứ không có ai bơm nữa, máy nó tự động hết rồi, bỏ tiền vô bấm nút rồi bơm thôi, cho nên là nó sẽ không có cái tình trạng mà giống ở bên mình đúng không, tự bơm tự trả tiền. Cái kia là Atakuzi á mọi người, là vé số của Nhật á, vé số của Nhật Bản á, ai chơi vé số thì vô đây mua, nó có giải thưởng luôn á, thằng kia kìa, đó thế là giải thưởng ở đây, mình chưa chơi này lần nào nên mình cũng không rõ nữa, bây giờ mình tới đằng kia lấy xe buýt, quên lấy xe đạp về, mình mua đồ xong rồi, mình mua đây nè, mua đồ đầy đủ rồi, bây giờ mình đi về. Ok, phía đằng kia nhé. Giờ mình chạy vô công viên này, nắng quá, bây giờ là 11:30 rồi, trời nóng lắm, giờ vô đây ngồi đây làm miếng nước trà, ăn cái bánh này, này mình mới mua trong siêu thị. Rồi xem hấp dẫn không, bánh phong lan đây, ăn cái bánh này, nãy mình cắn miếng này cắn miếng xong mới nhớ quay video. Cái này ngon lắm, ngọt ngay à, thì ăn miếng bánh rồi chút xíu rồi là mình lại đi vòng qua bên này, vòng qua bên này rồi đạp xe về. Đó đây chiếc xe huyền thoại nè, đây chiếc xe huyền thoại của mình đây, mai chuyển giao lại cho mấy anh em của hai luôn, còn ngày cuối cùng chút nữa mình đạp thẳng qua bên kia cái mình đi về nhà cái gói hàng á. Lúc nãy mình mua cái này nè, mình chủ đích mình đi mua là mua cái này nè, bây giờ đau lưng quá, mua cái sợi dây này nè để lát cột cái thùng cắt tông á, sợ nó rách á, đây nè cái loại dây này nè, đó rồi để cắt cột cho nó rút lại đó. Cái này có 100 mm nè, nó tới 20 mm, 1.5 cm nhân 20 mm, cái phía trước chữ 20 là Nagasa là chiều dài đó. Cái này có 20.000 thôi, 20 mm, này về tha hồ cột luôn, nãy mua hai cái, một cho người bạn mình một cái nữa, mấy cái đồ linh tinh. Rồi đây chút nữa rồi đi về rồi cột thùng rồi quay tiếp cho mọi người xem nha. Ok, ngồi đây ăn bánh, ăn xong rồi đi về. Bây giờ 12:40 rồi, trời nóng lắm. Thời tiết bên Nhật hôm nay nóng, nhưng mà nếu mà nóng như vậy thì đi về Việt Nam thì chắc là thích nghi nhanh nè. Đó, hôm nay mình đi ra ngoài một chút xíu rồi chút xíu là mình đi về luôn. Phía sau mình là cái bãi đỗ xe. Rồi. Cái thứ ba
này, cái thứ ba, cái này lột ra nó có cái hạt hướng dương đây, nhìn ngon, dưa ngon lắm mọi người, ngọt lắm. Ăn hết 4 cái này đi vào ăn đồ túi á. Hai đứa em quay mặt ở đây luôn, quay nhìn thấy mặt đấy. Nụ nè. Hello các bạn, bây giờ mình đã có mặt trong sân bay Narita rồi. Bây giờ mình làm thủ tục xong hết rồi, bây giờ mình sẽ ra đi vòng vòng một chút nữa, ra sân bay và lên máy bay về Việt Nam. Coi như là sau 3 năm sống ở Nhật thì mình có những câu chuyện mình kể là chắc bạn cũng nghe và cùng theo dõi rồi. Đó là tất cả những cái tâm trạng, tâm sự của mình và những cái gì sinh hoạt bên Nhật sau 3 năm. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình trong khoảng thời gian qua nhé. Ok, đến hôm nay là video mình sẽ kết thúc. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và gặt nhiều thành công trong cuộc sống và may mắn nhé. Bye bye.
hẹn các bạn các video tiếp theo. Bye bye. Về tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Rồi, kết thúc hành trình 3 năm tại Nhật. Bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới. Ok, tiếp tục nha mọi người.